máy chiết dung dịch cặn sẹt, đóng dầu dầu chiên rồi. Đây đây là máy đây, 600 ml. Đây là được máy gần 600. Đấy, các bạn có thể chiết được ngoài nước, các bạn có thể chiết dung dịch đặc sệt mới cao này. Với các loại ấy này, cái này có thể điều chỉnh được nhanh chậm và nhanh chậm của thanh đánh trộn. Đấy. Chiết từ 100 đến 1000 ml rồi ra chiết 5000, 5 lít, 2 lít, 3 lít.